Ông Biden phẫn nộ vì vụ nổ ở bệnh viện Gaza. Ông Biden bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ nổ tại bệnh viện giải Gaza khiến khoảng 500 người không qua khỏi, đồng thời chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi phẫn nộ và đau buồn sâu sắc trước vụ nổ tại bệnh viện Al-Ali Arab ở Gaza, cũng như trước sự mất mát khủng khiếp về nhân mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang trên đường thăm Israel cho biết trong một tuyên bố. Mỹ kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ tính mạng người dân thường trong cuộc xung đột và chúng tôi thương tiếc các bệnh nhân, nhân viên y tế và những người vô tội khác không qua khỏi hoặc bị thương trong thảm kịch này, tuyên bố viết. Vụ nổ tại bệnh viện đánh dấu ngày đẫm máu nhất tại giải Gaza trong cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ từ ngày 7 tháng 10. Trong khi Hamas quy trách nhiệm vụ nổ cho Israel, Israel cáo buộc nguyên nhân vụ nổ là do tên lửa lỗi của các chiến binh tại giải Gaza. Bi kịch này cũng xảy ra vào thời điểm không thuận lợi cho ông Biden khi ông dự định thăm Israel và Jordan trong những ngày tới để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh, xoa dịu thế giới Ả Rập và ngăn ngừa xung đột lan rộng tại Trung Đông. Ngay sau vụ nổ tại bệnh viện, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời rời khỏi Amman, nơi dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên có sự tham gia của ông Biden và lãnh đạo Jordan. Sau khi lên án cuộc tấn công và cáo buộc Israel chịu trách nhiệm, phía Jordan tuyên bố hội nghị thượng đỉnh ở Amman đã bị hủy do sự nhất trí của các bên. Ông Biden sau đó xác nhận chuyến thăm Trung Đông sẽ không bao gồm chương trình tại Jordan. Theo những nguồn thạo tin, chính quyền ông Biden sẽ kêu gọi mở cuộc điều tra vào vụ nổ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc hôm 17 tháng 10 cho biết Mỹ không có tất cả sự thật về những gì đã xảy ra với Bệnh viện Gaza. Tôi không biết ai phải chịu trách nhiệm, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina String nói với các phóng viên. Bà cho biết Mỹ kỳ vọng Israel cũng như các đồng minh khác sẽ duy trì luật giao tranh. Ngoài ông Biden, nhiều quốc gia và tổ chức đã lên án cuộc tấn công. Người đứng đầu liên minh châu Phi, Moshe Faki Mahamat, cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh sau vụ tấn công. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự lên án của chúng tôi đối với vụ đánh bom bệnh viện Gaza của Israel ngày hôm nay, khiến hàng trăm người không qua khỏi. Ông Faki nói trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. Người đứng đầu EU Charles Michel nói rằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza vi phạm luật pháp quốc tế trong khi tổng thống pháp Emmanuel Macron cho biết không gì có thể biện minh cho việc nhắm mục tiêu vào dân thường Pháp lên án vụ tấn công vào bệnh viện Al-Arabi ở Gaza khiến rất nhiều nạn nhân người Palestine không qua khỏi chúng tôi tưởng nhớ họ ông viết trên X việc tiếp cận nhân đạo tới giải Gaza phải được mở ra ngay lập tức Qatar thổ nhĩ kỳ đều đổ lỗi cho Israel trong khi Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới lên án vụ tấn công và khẳng định cần bảo vệ dân thường